Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tuổi 2002, tuổi Nhâm Ngọ, xây nhà trong năm 2023 có tốt không? Thì đầu tiên chúng ta xét là gì? Năm 2023 năm Quý Mão thì tuổi Nhâm Ngọ có xây được nhà hay không? Nội dung thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu là trong trường hợp những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ mà muốn mượn tuổi Đồng Thổ thì chúng ta sẽ mượn tuổi nào để Đồng Thổ? Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cùng quý vị là cái hướng nào tốt nhất để cho những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ xây nhà trong năm 2023 Quý Mão cũng như là ở trong nhà để được tốt về sau đó. Nội dung thứ tư tôi chia sẻ cùng quý vị là cái tháng nào tốt nhất để cho những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão. Đó là những nội dung chính mà tôi đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên ta xét tuổi Nhâm Ngọ 2002 xây nhà trong năm 2023 có xây được không? Thì như quý vị đã biết ấy, để xây nhà thì chúng ta sẽ dựa vào 3 tiêu chí. Đầu tiên là tuổi đó không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc và không bị phạm tam tai thì đủ điều kiện đứng ra động thổ xây nhà. Đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái tuổi đó bị phạm ấy, thì chúng ta cần phải mượn tuổi động thổ để cho mọi việc được gì thuận lợi và may mắn. Đấy. Và năm 2022 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ ấy, là 22 tuổi. 22 tuổi thì không bị phạm kim lâu. Còn hoang ốc đúng không? Hoang ốc thì 12. Bị là hoang ốc thì vào là gì? Tứ tấn tài thì là tốt, không bị phạm hoang ốc. Và tam tai thì cũng không bị phạm. Như vậy người này có thể gì? Tự động thổ được đúng không? Động thổ được. Động thổ xây nhà được. Như vậy là tuổi Nhâm Ngọ là một trong những tuổi đẹp để xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão. Đó. Còn trong trường hợp quý vị muốn mượn tuổi Đồng Thổ hoặc muốn tư vấn thêm ấy, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 34 9119. Đấy. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết về vấn đề là xây nhà cũng như vấn đề mượn tuổi Đồng Thổ trong năm 2023 năm Quý Mão. Nội dung thứ 3 tôi đã chia sẻ cho quý vị là cái tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 ấy, và ở nhà hướng nào thì tốt và xây nhà hướng nào năm 2023 năm Quý Mão thì có được lộc trời cho đúng không? Chúng ta biết là tuổi Nhâm Ngọ có cung mệnh là cung Đoài. Đoài là kim thuộc phương Tây. Như vậy người này có cung mệnh Trạch, có mệnh Trạch hay là cung mệnh là Tây tứ mệnh hay Tây tứ Trạch. Với những người Tây tứ mệnh sẽ có bốn hướng tốt, đó là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Còn những hướng xấu gia chủ tuổi Nhâm Ngọ đó là hướng Đông, Đông Nam, hướng Nam và hướng Bắc. Đó. Trong trường hợp gia chủ tuổi Nhâm Ngọ mà ở các hướng xấu như hướng Bắc là họa hại này, Đông là tuyệt mệnh này, Nam là ngũ quỷ này và Đông Nam là lục sát. Thì đây là bốn hướng xấu thì quý vị cũng cần hóa giải cho nó. Hóa giải bằng cách là sử dụng một cái gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà. Cái gương bát quái tinh cầu là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng gỗ đào, trên có khắc tám quẻ tiên thiên, ở giữa nó là một cái gương cầu lồi và mặt sau của nó là bộ tứ linh long ly quy phượng cùng kèm theo một cái phù chiếu trạch để chấn cho cái nhà nó được an vị an trạch. Và thì nó là cái pháp khí phong thủy hàng đầu để hóa giải nhà không hợp hướng. Vị trí nếu mà quý vị ở các hướng xấu như hướng Bắc là tuyệt mệnh, Đông họa hại, hướng Nam là ngũ quỷ, hướng Đông Nam là lục sát thì quý vị cần phải treo trước cửa nhà một cái gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Thứ hai là sau khi quý vị mà hóa giải xong, quý vị cũng cần phải chiêu tài cho ngôi nhà. Chiêu tài bằng cách sử dụng cái bộ mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng năm đồng hoa mai. Nó mỗi đồng hoa mai thì được làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 24K. Đấy. Và ở cái dây mai hoa phú quý thì được kết theo cái lối kết là chiêu tài kết. Đấy, với hình tượng là ngũ phúc lâm môn hay là phúc đáo lâm môn. Đấy, dùng để gì? Chiêu cái tài lộc mang lại về cho gia đình nhà quý vị. Và đặc biệt ở phong thủy độc tài, hai vật phẩm là mai hoa phú quý cũng như là cái gương bát quái tinh cầu cùng các vật phẩm phong thủy khác đều được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Khi vật phẩm mà được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng ấy thì nó mới phát huy được cái công năng phong thủy tốt nhất, nó chia được cái tài lộc, hóa giải những thị phi, hóa giải được những xung sát và gì giúp cho mọi người ở trong nhà có được cái sức khỏe, có được tài lộc và có được cái sự bình an. Đó. Vậy nên là quý vị hãy yên tâm sử dụng vật phẩm của phong thủy độc tài. Đó. Trong trường hợp gia chủ Nhâm Ngọ mà các hướng tốt như hướng Tây là phục vị, Tây Nam là thiên y và Tây Bắc là sinh khí, Đông Bắc là diên niên thì đây là bốn hướng tốt với gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thì quý vị cần phải làm gì? Chiêu tài cho nó. Chiêu tài bằng cách là sẽ sử dụng cái bộ mai hoa phú quý, cái dây mai hoa phú quý treo trước cửa nhà để chiêu tài. Đấy. Thì như quý vị đã biết, năm 2023 là một năm mà rất nhiều hướng xây nhà tốt. Đó là nếu mà gia chủ tuổi Nhâm Ngọ mà lại được tuổi động thổ nữa, lại được tuổi không bị phạm những tiêu chí gì thì quý vị hoàn toàn có thể xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão. Nếu mà quý vị trong năm 23 năm Quý Mão thì quý vị muốn xây nhà, trước tiên quý vị kiểm tra cái thế đất đúng không? Kiểm tra thế đất xem nhà mình có bị phạm gì không. Và tốt nhất quý vị nên mời thầy phong thủy về. Khi thầy về thầy sẽ khảo sát đo đạc. Khi thầy về thầy sẽ khảo sát đo đạc cho quý vị
tính xem đất có bị âm vong hay không, năng lượng đất có tốt không, có phù hợp với xây nhà để ở hay không. Đó. Và thì thầy sẽ khảo sát cái bố cục phong thủy ngoại cảnh, xem cái vị trí đất ở đó có đắc địa hay không, tốt không. Thứ hai là gì, thầy sẽ lên cái công năng phong thủy. Đấy. Chọn cho quý vị các vị trí mở cổng, vị trí mở cửa, vị trí đặt bếp, đặt bàn thờ, đặt phòng ngủ ở đâu để nó có được cái tài lộc và gì tốt cho tất cả mọi người ở trong gia đình. Đấy. Vậy nên là gì, quý vị hãy mời thầy phong thủy về để thầy tính toán cho quý vị để tránh những cái lỗi phong thủy không đáng có sau này, giúp cho mọi người ở trong gia đình, ở trong cái nhà nó được may mắn và bình an. Nội dung thứ tư tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái tháng nào tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc xây nhà cho chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Thì mọi đóng góp hay là thắc mắc của quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline là 0989 349119 để được giải đáp nhé. Như quý vị đã biết đấy, chúng ta xây nhà là xây trên trên đất. Đấy, vị trí là chúng ta phải xét cái vận đất là nó tốt vào thời điểm nào để chúng ta tiến hành công việc xây dựng. Đầu tiên chúng ta sẽ hướng Bắc. Hướng Bắc sẽ có ba sơn ở Nhâm, Tý và Quý. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Nhâm có độ số từ 337,5 độ đến 352,5 độ thì ta xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Nếu gia chủ ở vào sơn Tý từ 352,5 độ đến 7,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ ở sơn Quý từ 7,5 độ đến 22,5 độ thì sẽ xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 12. Hướng thứ hai ta xét là hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ có ba sơn là Sửu, Cấn và Dần. Nếu gia chủ ở vào sơn Sửu từ 22,5 độ đến 37,5 độ thì ta xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Nếu gia chủ ở vào sơn Cấn từ 37,5 độ đến 52,5 độ thì ta xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ ở vào sơn Dần từ 52,5 độ đến 67,5 độ thì sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 12. Đó là những tháng tốt xây nhà hướng Đông Bắc. Hướng thứ ba ta xét đó là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ có gồm ba sơn là Tuất, Càn, Hợi. Gia chủ ở sơn Tuất thì từ 292,5 độ đến 307,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 5 và tháng 10, tháng 11. Đấy. Nếu gia chủ ở sơn Càn từ 307,5 độ đến 302,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Trong trường hợp gia chủ ở sơn Hợi từ 322,5 độ đến 337,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5 và tháng 12. Đó là những tháng tốt xây nhà hướng Tây Bắc. Và đặc biệt hướng Tây Bắc năm 2023 năm Quý Mão nó bị phạm ngũ hoàng đại sát. Đó là quý vị tốt nhất không nên xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây ấy, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 349119 để được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này. Đó. Hướng thứ tư ta sẽ là hướng Đông. Hướng Đông sẽ có gồm ba sơn ở Giáp, Mão, Ất. Nếu mà quý vị ở sơn Giáp từ 67,5 độ đến 82,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Quý vị mà ở sơn Mão từ 82,5 độ đến 97,5 độ thì xây vào tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Trong trường hợp quý vị ở vào sơn Ất từ 97,5 độ đến 112,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Đó, đó là những nhà hướng hướng Đông. Hướng thứ năm ta xét là hướng Đông Nam. Đông Nam sẽ có bốn ba sơn là Thìn, Tốn và Tỵ. Trong trường hợp gia chủ ở vào sơn Thìn từ 112,5 độ đến 127,5 độ hoặc là sơn Tốn từ 127,5 độ đến 142,5 độ thì ta xây vào tháng 2 âm lịch. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Tỵ từ 142,5 độ đến 157,5 độ thì ta xây vào tháng 7 âm lịch. Đó. Hướng tiếp theo ta xét là hướng Nam. Hướng Nam sẽ có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Nếu gia chủ ở vào sơn Bính từ 157,5 độ đến 172,5 độ thì ta xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Nếu gia chủ ở vào sơn Ngọ từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ ở vào sơn Đinh từ 187,5 độ đến 202,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Đó là những tháng tốt xây nhà hướng Nam. Hướng thứ bảy ta sẽ là hướng Tây Nam. Tây Nam sẽ gồm ba sơn là Mùi, Khôn và Thân. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Mùi từ 202,5 độ đến 217,5 độ, ta xây vào tháng 2, tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Trong trường hợp gia chủ ở vào sơn Khôn và sơn Thân, độ số từ 217,5 độ đến 247,5 độ thì ta xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Đó là những tháng tốt xây nhà hướng Tây Nam. Hướng cuối cùng ta sẽ là hướng Tây. Hướng Tây sẽ có bao gồm ba sơn ở Canh, Dậu và Tân. Độ số là từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Nếu nhà quý vị thuộc ba sơn Canh, Dậu, Tân thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đó là những tháng tốt xây nhà hướng Tây. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái tháng tốt xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão, chi tiết từng hướng. Đấy, mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline là 0989 349119 để tư vấn kỹ hơn về vấn đề này, đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.